đi khi mà đi tìm á thì Nguyễn cái tên họ của hai đứa cháu đó, để cho tìm gặp hai đứa cháu đi. Thấy sót quá trời. Giờ biết bao nhiêu mà nó có gặp đâu. Dạ. Khi lúc mà mấy đứa tắm là lúc đó thì đâu có người lớn ở đó hả cô? Đâu có biết ở đâu mà có. Dạ. Thế mà khi mà mở chắc nước chảy dữ lắm hả cô? Dạ. Qua lại thấy nó chảy vừa cũ. Dạ. Có hai mặt hả, chứ không có mở nhiều. Mở có hai mặt vậy đó hả cô? Ừ. Con nghe nói là bé nhỏ nó bị chật chân phải không cô? Dạ. Rồi bé lớn thì nó vớt. Vớt thì cuốn hai đứa luôn. Cuốn hai đứa hết luôn. Cũng đâu có kịp la gì hả cô? Khi đó nó có kịp la không? Nó giơ tay lên, nghe người ta nói nó giơ tay lên vậy đó. Rồi không ai cuốn được nó hết trơn. Kênh Hậu Giang Quê Tôi xin kính chào quý cô chú anh chị. Em chào bà con gần xa. Khởi chân chúc quý cô chú anh chị bà con gần xa thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã luôn chia sẻ với đồng hành với Hậu Giang Quê Tôi. Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay thì vợ chồng Khởi Chân đang ở cống 10 cửa thuộc ấp Long Hòa, xã Đại Phước, tỉnh Trà Vinh đó quý cô chú anh chị. Thì vào lúc là 15 giờ ngày 14 tháng 9, ở đây có hai anh em, hai đứa cháu là cũng anh em bà con chú bác ruột đó quý cô chú anh chị. Thì là tắm ở sông này bị nước luôn đó bà con, quá trời tội nghiệp luôn. Một hai cháu trai, đứa thì 14, đứa thì 15 đó quý cô chú anh chị. Hiện giờ thì là bà con và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm từ hôm qua tới nay đó bà con. Quá trời luôn. Bên đây là xe của xe chữa cháy đồ này kia dân dân nè, xe cứu hộ. Thường thì nếu mà tìm không gặp thì nếu ngày hôm qua là 3 giờ ngày hôm qua thì tới, nếu mà hôm nay thì giáp cử là cũng nổi đó quý cô chú anh chị. Tại vì em cũng có đi ghi hình ở nhiều cái trường hợp giáp cử là sẽ nổi lên. Bây giờ là sử dụng móc câu á bà con, là lực lượng cứu hộ là sử dụng móc câu á để mà chạy gà hoài vậy đó. Quá trời đông bà con luôn quý chú anh chị ơi. Này, cano vô tới đây không biết có tìm gặp chưa nữa. Dạ. Thầy móc câu móc hả chị? Dạ móc câu á, nãy em thấy là mấy ảnh là đem cái móc á, sợi dây á, là cứ gà chạy gà hoài tới vậy đó. Quá trời tội nghiệp luôn quý cô chú anh chị ơi. Lực lượng chức năng là cũng tích cực là tìm kiếm đêm mà hôm luôn đó quý cô chú anh chị. Còn cha cô bé thì mới đi xuống cái giỏ mà để kiếm xác trong bờ của bà con. Đây, nghe cái cống rất là lớn luôn của chú anh chị, thấy cống vừa cửa của Trà Vinh nè. Là một cống đi vô, còn cống đi ra, là để cho những chiếc xà lan, chiếc ghe này. Hôm qua này là đóng cống lại luôn đó quý cô chú anh chị. Bà con ở đây cũng nóng lòng là cũng trông chờ để mà tìm gặp hai cháu. Chị có bà con gì với hai cháu không? Rồi chị là dì ruột của hai cháu hả? Dạ. Là một bé là nhiêu tuổi giờ chị? Dạ một bé 16, một bé 15. Là em nghe nói bà con chia sẻ là hai đứa là bà con chú bác ruột hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là biết lội hết không chị? Dạ con bé nó lội chập chững, còn đứa thì biết lội. Nó 16 tuổi biết lội. Thì khi đó mấy cháu đi tắm là lúc mấy giờ vậy chị? Dạ không gần á, hồi lúc ghé tiệm mua đồ thì 2 giờ mười mấy à.
Dạ. Nó xuống đây chắc khoảng tới 22 giờ rưỡi. Dạ. Ngày 14 tháng 9 đó ha, là hôm qua đó. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Là hai đứa hiện còn đi học hết. Dạ, đúng rồi. Thằng lớn học lớp mấy giờ chị? Lớn học lớp 9 rồi. Lớp 9 rồi ha. Còn bé bé trai nhỏ chị? 15 tuổi. À, nhỏ hơn thằng kia 1 tuổi. Bé lớn là tên gì vậy chị? Phạm Hoàng Thiên Phúc. Phạm Hoàng Thiên Phúc ha. Dạ. Còn bé nhỏ vậy chị? Phạm Hoàng Nhân. Phạm Hoàng Nhân. Trời ơi, tội nghiệp quá trời luôn. Hôm qua giờ chắc người nhà mình cũng ở suốt ở đây hả chị? Dạ. Chứ bây giờ thấy xót lòng rồi, quá trời sao chịu nổi. Ở hôm là tìm kiếm tới mấy giờ vậy chị? Dạ, tới 10 giờ đội cứu hộ mới nghỉ. Tới 10 giờ đội cứu hộ mới nghỉ ha. Nãy cha nó đi xuống giỏ thì đi kiếm rồi, không biết có kiếm được chưa, không biết anh có vô bờ không, chứ bây giờ cái sông này quá trời lớn luôn mà. Cái nhà của mình gần đây không chị? Dạ, chỗ cầu đó vô trong. Ờ, à, cũng gần ha. Ảnh về gì kìa, phải không, phải cha nó không? Dạ đúng. Ừ. Trời, tội nghiệp. Mấy đứa là tụi nó à, là anh em đông không chị? Bé lớn ha? Bé lớn có hai anh em à. Dạ, còn bé nhỏ kia cũng vậy. Vậy đó. Nhà cũng cạnh nhau luôn. Dạ. Cái sông này sâu quá mà khi nó lội nó biết nó có bị dập bẻ không? Chắc em nghĩ là lội thì chắc cũng không có lội xa ra ngoài đâu ha. Nhiều khi dạ, nó bị dập bẻ. Nó tắm lên đây mà nước nó lên bờ rồi á mà nó chợt chân, cái thằng bé nhỏ nó chợt chân rồi nó té xuống rồi thằng bé lớn nó đi xuống nó cứu thôi. À, chặt chân rồi bé lớn cứu. Người nước đang mở hai mặt này nè, nó cuốn quanh đây. Ừ. Trời, tội nghiệp luôn. Là cái cống đóng lại hồi hôm qua luôn hả chị? Đúng rồi, đóng dạ. Qua vậy. Là có nghĩa là té mé bên kia, rồi là lúc đó thì nước nó đang đạp qua phía bên đây ha. Đúng rồi. Dạ. Nước đang lớn. Rồi bây giờ là đang đóng cống lại để mà cái tìm kiếm cho nó dễ dàng hơn. Thưa quý cô chú anh chị, đây là cha của bé Phúc đó, quý cô chú anh chị. Hồi nãy anh em nghe nói là anh đi tìm cháu mà rồi anh không có đi hả? Một chút nữa mới đi. Chút nữa mới đi hả? Dạ. Đang làm lưới câu. Làm lưới câu đi bằng ghe hả anh? Ghe. Cái này chắc anh phải sát trong bờ chứ cái sông lớn quá rồi, ngoài sao gà. Giờ mình gà trong bờ đại đi. Sát mà cống nè. Dạ, gà sát mà cống đại đi. Hôm qua nay có thảy mấy cái gấu của mấy đứa nhỏ xuống chưa anh? Dạ. Ai chỉ gì làm lấy mà nó có lên đâu. Dạ. Còn cha của bé lớn là ai anh? Cha của bé Nhân chưa về đi làm xa chưa về. Ủa, cha của bé chưa có về nữa hả? Ờ. Đi làm gì đó hả? Dạ. Làm mướn. Dạ. Là cha mẹ chưa có về luôn hả chị? Cha mẹ của bé Nhân á. Dạ. Mẹ gái ai Phương? Hôm qua nay tới giờ là anh cũng túc trực ở đây suốt luôn hả? À, chiều qua nay chưa ngủ miếng nào luôn. À trời, tội nghiệp quá trời ha. Không biết bữa nay giớ được không? Không nghĩ không giớ cho được, chứ không phải là thiên đêm nữa. Em nghĩ là giáp cử là sẽ giớ cháu được. Tới 2 giờ là giáp cử. Dạ. Anh khi mà anh đi giớ cháu, anh cũng nguyện tên họ của cháu hai đứa luôn nha. Dạ. Anh nguyện tên họ nó nhiêu tuổi gì đó. Dạ, dạ. Để cho cha tìm gặp con với anh của con. Dạ. Dạ, anh nguyện suốt trên cái đường mình đi giớ cháu gì đó. Như để khi mà nó nghe được á. Quá trời bà con ở đây cũng là nóng lòng luôn quý cô chú anh chị ơi. Nóng lòng để mà tìm gặp cháu. Là bà ngoại của bé nào? Dạ. Trời ơi, tôi nghiệp. Hôm qua nay là cô ở suốt ngày này luôn hả cô? Dạ. Bây giờ thì vớt hả? Con nãy có nói với ảnh là vớt khi mà đi tìm á, thì nguyện cái tên họ của hai đứa cháu đó, để cho tìm gặp hai đứa cháu đi. Thấy sót quá trời. Giờ biết bao nhiêu mà nó có gặp đâu. Dạ.
khi lúc mà mấy đứa tắm là lúc đó thì đâu có người lớn ở đó hả cô? Đâu có biết ở đâu mà có. Dạ. Yeah. Mà khi mà mở chắc nước chảy dữ lắm hả cô? Qua lại thấy nó chảy vừa cuộn. Dạ. Có hai mặt hả? Chứ không có mở nhiều. Mở có hai mặt vậy đó hả cô? Ừ. Có nghe nói là bé nhỏ nó bị chật chân phải không cô? Dạ. Rồi bé lớn thì nó vớt. Chứ thì cuốn hai đứa luôn. Cuốn hai đứa hết luôn. Cũng đâu có kịp la gì hả cô? Khi đó nó có kịp la không? Nó giơ tay lên nghe người ta nói nó giơ tay lên vậy đó, rồi không ai cuốn được nó hết trơn. Dạ. Những đứa đứng trên bờ chờ rồi nó giơ tấp vô nặng vớt, còn đứa hai đứa thì chạy báo công an. Trời ơi gì đó. Hôm giờ cho cô qua tới giờ cho cô ở xuống ngoài này luôn hả cô? Nghiệp quá trời, hai đứa nhỏ xíu rồi hả cô? Đứa 16, đứa 15. Dạ, đứa 16, đứa 15 hả? Ừ. Dạ. Nãy con nghe mấy bà con kia nói là 14, 15, vậy là có cô là 16, chính xác rồi ha? 15, không có 14, 15 đâu. Dạ. Cháu tôi 16 tuổi. Dạ. Bà con chúng bác ruột. Ừ. Dạ. Quá trời luôn. Dạ. Cái sông quá trời lớn luôn quý cô chú anh chị ơi, cho nên là cái việc mà tìm kiếm gặp rất là nhiều khó khăn luôn á bà con. Đây cũng cắm hoa với nhang để nguyện cho hương linh của hai bé nè quý cô chú anh chị, để cho người nhà là sớm tìm gặp hai đứa cháu. Cái cống mở là thường cống nào mở vậy anh? Hai bên đó. Mấy ngăn này mở ngăn nào không nghe mở ngăn được không dành hả? Dạ. Hôm qua là nước nó từ bên trong để ra hay là từ bên ngoài chảy vô? Chạy qua đây nó xả có hai cửa. Dạ. Yeah. Thử ra nó tắm mấy trên này chứ không phải nó tắm dưới này đâu, nó đổi đâu. Dạ. Chú. Ủa mà cửa này đóng chú ơi, thắp nhang kìa chú. Chú nguyện tên họ của hai đứa cháu là bao nhiêu tuổi được rồi chú? Có không? Giờ chú hai cây. Dạ. Phù hộ độ đi hai đứa con ơi, để cho người nhà sớm tìm gặp hai đứa con để đưa về nhà mai táng đồ, để dưới nước lạnh lẽo lắm. Đây là người thân ha. Yeah. Phạm Hoàng Thiên Phúc, Phạm Hoàng Nhân. Một đứa thì Phạm Hoàng Thiên Phúc. Phạm Hoàng Thiên Phúc, Phạm Hoàng Nhân. Hai đứa, hai anh em chúng bắt ruột á. Hai anh em luôn hả? Hai anh em chúng bắt ruột. Cháu có nghe có Thiên Phúc và Hoàng Nhân ha. Ừ. Thiên Phúc và Hoàng Nhân. Nhà học viện nào cũng có thể. Đây là người nhà đem đồ của mấy đứa cháu ra nè quý cô chú anh chị. Đây khẩu hiệu nè. Khẩu hiệu hả? Đây tên của mấy đứa nè quý cô chú anh chị ơi. 9A3 hả? Đây 9A3. Cái này là Phạm Hoàng Nhân. Phạm Hoàng Nhân cái đầu có xúc hút có cũng có tên không chị? Dạ. Đồ đạc là quý cô chú anh chị ơi. Dạ dạ được rồi chị. Tên gì? Phạm Hoàng Thiên Phúc nè. 9A5.
À, cái này bên đó cũng Thiên Phạm Hoàng Nhân. À, đúng rồi. Hai tên hai em. Ừ. Anh em mà. Anh em chung bác. Bằng tuổi nhau không? À, Thiên Phúc lớn hơn 1 tuổi. À. Thiên Phúc lớn hơn 1 tuổi nha. Chị là sao của mấy đứa cháu? Thiêm Tư. Thiêm Tư hả? Dạ. Quần áo của mấy đứa bé đó hả chị? Bây giờ người nhà đem đồ ra đây là để mà mong là sớm tìm gặp mấy đứa bé đó quý cô chú anh chị. Mẹ. Đây là mẹ của bé Phạm Hoàng Thiên Phúc đó quý cô chú anh chị. Bé nhỏ đúng không chị? Bé lớn hả? Thiên Phúc lớn rồi, bé Nhân nhỏ hơn tuổi ha. Dạ. Gắng cố gắng lên nha chị, bây giờ nguyện với Phật trời để nhờ ân trên gia hộ cho người thân của mình sớm tìm gặp hai đứa cháu nha chị. Dạ. Chị cứ nguyện tên mấy đứa cháu hoài đi, giờ mấy con là cũng là cho người nhà thấy mặt đi để mà vớt mấy đứa con lên để mai táng, để nằm ở dưới cũng lạnh lẽo lắm. Nguyện Phật trời. Mẹ bé lớn. Mẹ bé lớn. Hôm qua giờ là người nhà của mình suốt ngoài này luôn hả chị? Dạ. Gia đình được mấy bé chị? Hai bé ha. Bé kia là lớn hay nhỏ? Bé kia nhỏ. Bé kia nhỏ ha. Lúc bé đi tắm đó thì gia đình mình đâu có hay ha? Kêu mấy em đồ ăn ra cho nội rồi xin nội đi sửa xe. Ăn bè ngủ nhau đi tắm vậy đâu có hay. Yeah. Mà thường thường là bé nó có lại đây tắm không hay là mới lần đầu tiên? Không biết nữa, mới lần đầu tiên à. Yeah, đầu tiên. Nhà nó ở nhà không đi học về ở nhà thôi. Bé biết lỗi ha. Dạ, biết lỗi. Mà lúc đó mà là ai báo tin cho mình biết là bé nó như vậy? Mấy bạn tắm chung ha. Rồi lúc đó báo là cái lúc đó gia đình mình chắc hết biết chịu quá ha. Báo cho bà nội á, bà nội thì nghe nói là thằng nhỏ nó bị là hụt chân. Thằng lớn mới vậy mà nhảy theo để mà cứu em. Trời sót luôn ha. Lớn là nó nhiều tuổi hơn nhưng mà dai dế là nói là em ha. Dạ. Tuy là lớn tuổi hơn nhưng mà dai dế là em. Dạ là nằm mấy bên đây đấy ha. Hai bé nằm mấy bên xuống, con bé nhảy xuống cúng rồi. Cái lớn cúng bé nhỏ. Bé lớn bé nhỏ. Vậy là lớn xuống là bé lớn cúng bé nhỏ đây nha. Rồi cái nước trôi quá. Rồi ba cái đồ này của bé với mình gói mình đem ra hết rồi nữa hả chị? Mình chuẩn bị sẵn á, chị nằm kiếm được nó em. Có đồ sẵn em. Dạ. Sợ lạnh ha. Đi sót quá trời bà con ơi. Giờ đồ đạc của mấy đứa là người nhà đem ra ngoài cao, hết. Cao bự không? Bé lớn 16 tuổi thì cũng cao, cao trên 1m6 rồi. Trên 1m6 ha. Bự dạ. Cao lắm rồi đó. Cao. Bự rồi đó. Đồ ba bé đâu chị? Ba bé làm gì bị đồ chồng á. Chứ ngày người ta dòng nó đó. Dạ. Vậy nó không ở nhà cũng bệnh đúng không? Dạ, ba nội với ông nội bệnh. Rồi hay nhau hay tin chưa? Hay tin á. Rồi, đã coi. Từ giờ mình cũng có cúng mà có thầy đồ tụng không chị? Hôm qua có thầy tụng rồi. Bữa nay có thầy không? Bữa nay chưa có. Chưa có. Rồi người nhà cũng cúng này kia lúc ngang lại tiếng bánh dừa quà để mà với bà cậu đó quý cô chú anh chị để mà phù hộ độ để sớm tìm gặp hai đứa cháu. Hy vọng là chiều nay giáp cử để cháu nổi lên cho người nhà gặp đi chứ. Thấy sót quá trời hả chị? Chị có bà con gì với hai đứa cháu không? Dạ không, em không có bà con với. Dạ. Ngoài em sống gần đây nè. Chị ở gần đây ha. Dạ. Ở đây nước sâu quá trời mà khi về xuống đây chắc chảy mạnh lắm hả chị? Chảy mạnh chứ lắm á anh ơi. Dạ. À, bữa hổm là khi trước khi mà hai đứa cháu á, là mắc là xả cái ngăn nào vậy chị? Ở hai nè. Có hai ha. Ở cái bên bản mép thứ hai á. À mép bên thứ hai đó ha chị. Là hai cái học đó đó ha. Dạ. Mở cửa mà mở hai cửa rồi ha. Dạ
cửa không à. Mở con cửa hả? Dạ, mở có một cửa không à. Dạ. Cửa thứ hai, cửa này nó đâu mở đâu. Dạ. Ở đây sâu quá trời luôn à. Cho nên là phải như là càng cạn thì mình cào dây, mình gắn lưỡi câu rồi mình cào nó dễ hơn. Dạ. Này mở ngại như cách. Từ trước. À, hôm đó em cũng có đi tìm kiếm một người bị đuối nước á, là xài dây câu á anh, là gà. À, là gà như vậy là từ sáng gà cũng khoảng 4 tiếng đồng hồ đó, mà cái sông đó là sông Sa Noa mà hên cái là gà dính móc vô cái áo. Móc vô áo. Mà là cũng như là 4 5 xuồng đó nha, cũng như là căng ngang vậy nè. Cái sông đó là căng cỡ 5 xuồng ngang vậy là nó muốn giáp rồi. Là đi vậy đó. À, như vậy mà đi mấy tiếng đồng hồ mấy là móc được đó. Móc dính cái áo. Mấy anh này thì cũng giống như cũng ở gần đây láng giềng, rồi lại cũng chia buồn cùng gia đình. Bởi vì cái ở đây là nước chảy xiết, cho nên nó là từ cái chỗ cái trường hợp của hai bé xảy ra thì bà con ở gần đây cũng có trẻ con đồ cũng cẩn thận lại. Chưa có vớt được mà. Em xin kết thúc video tại đây, mời bà con cùng theo dõi để chia sẻ cùng gia đình của hai cháu.